Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nước màu đỏ. Hôm nay mới nhất là ngày mùng 3 tháng 12 năm 2019 thì em được về được một thêm được một mẫu xe nhỏ tiền để cho các bác nào có nhu cầu kinh tế hạn hẹp được lựa chọn. Thì trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Chevrolet Spark phiên bản LTZ 1.0 số tự động, máy xăng, sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu năm 2014. Tên tư nhân biển Hà Nội, màu trắng, nội thất màu đen. Thì như thường lệ thôi, bây giờ em sẽ đi một vòng quanh xe giới thiệu cụ thể hơn chiếc xe này cho các bác cùng được nắm bắt này. Với cái tầm tiền hơn 200 triệu bây giờ thì chúng ta rất là nhiều sự lựa chọn, nhưng mà Chevrolet Spark cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bác nào mà ít tiền. Chiếc xe này là chiếc xe lắp ráp trong nước mọi người nhá, phiên bản LTZ 1.0, máy xăng số tự động. Em với chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 240 triệu, giá có thương lượng một chút thôi. Thì bác nào quan tâm thì có thể alo sớm cho em số điện thoại em để ở phần mô tả. Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Em có một số điện thoại duy nhất là 0968 831 280 mọi người nhé. Chevrolet Spark. Chiếc Spark này thì chạy rất là đầm. Và để mà nói đẹp hơn hay là xịn sò hơn Kia Morning thì không có rồi, bởi vì giá nó rẻ hơn mọi người. Nhưng mà Chevrolet Spark này được cái là giá rất là rẻ, mà chất lượng thì cũng khá là ổn. Chiếc xe này của em đặc biệt, chiếc xe này chạy có 3.8 zin mọi người nhé, 3.8 xịn luôn. Cam kết cho mọi người là xe không đâm đụng và xe không ngập nước. Các bác có thể test hãng vô tư, em bao test hãng cho mọi người luôn. Mua bán là phải có giấy tờ cam kết cho mọi người là xe không đâm đụng này, xe không ngập nước này, thủ tục là an ninh là đảm bảo 100%. Đối với chiếc xe này thì các bác nhìn trên màn ảnh cũng khá là đẹp, bởi vì xe còn được giữ tới 90% là sơn zin này. Đó, và xe chạy có 3.8 xịn, 38.000 cây số thôi mọi người nhá. Hộp số tự động màu trắng. Đây, phần đèn pha bên phụ để các bác xem này. Đèn pha bên phụ này rất là dài. Đèn gầm, mặt ca lăng Chevrolet Spark, một xe đô thị hạng A, khá là tiện dụng của người dân Việt Nam. Spark. Và đối với phiên bản LTZ này thì sẽ được trang bị là la răng đúc mọi người nhé, la răng đúc phanh đĩa trước và ABS trước. Thì chiếc la răng đúc này nguyên bản nó là màu gang, thì các chủ nhân bác đã độ sơn lên màu đen. Còn về lốp thì là lốp Maxxit cũng còn rất là tốt, còn rất là dài luôn. Các bác xem cái cua lốp này, cái cua lốp này. Đó. Cái điểm yếu của cái dòng xe Chevrolet đó là về phần tôn vỏ thì nó sẽ rất là mỏng và nó hay bị rỉ theo thời gian. Nhưng bác nào mà đi rút zin thì em nghĩ là nó còn bền chán luôn. Thật, đến chiếc xe Trung Quốc mà còn giữ zin được nhiều cơ mà. Đây, về cái phần tắp ly cửa lái đây. Xe cam kết cho các bác là chỉ zin 100% mọi người nhá. Đây, cho các bác cùng xem này. Chỉ zin 100%. Đây, từng con ốc nó còn sáng như này này. Từng con ốc nó còn sáng như này. Hay là cái gioăng cao su cũng vậy, chưa hề mứt méo gì cả. Đinh đán này, các bác cùng xem mà. Nó còn nguyên zin luôn mọi người nhá. Nguyên zin luôn. Đây là phần tắp ly cửa lái này. Các bác thấy có vết xước nào không ạ? Không có luôn. Nhựa còn rất là mới, còn rất mới và rất là giữ gìn. Hệ thống bốn kính điện cũng vậy này, không hề phai mòn gì cả. Được ốp giả gỗ ở đây. Đó, khay đựng nước còn sáng bóng luôn. Bật lên xuống này, tem của nhà sản xuất này. Bản lề đây. Đây, sản xuất năm 13 nhưng chiếc xe này được đăng ký lần đầu năm 14 mọi người nhé. Đó, các bác xem cái ngoằm khóa này, mới tinh. Và xe thì em cũng chưa dọn rửa đâu, chưa dọn rửa, ốc bản lề còn nguyên mọi người nhé. Quay qua nội thất cho mọi người xem này. Đó, hộp số tự động luôn. Đây là nâng hạ ghế mọi người nhé, nâng hạ ghế này, ghế da Fanny, ghế da Fanny, nhưng mà ghế có họa tiết rất là đẹp. Đi theo chiếc xe này thì được lắp thêm là nẹp chân kính này, nẹp chân kính mạ chrome.
Đó, và giá đỡ hàng thể thao, giá đỡ thể thao này. Kính lái còn xịn sò, chưa rạn nứt gì cả. Đăng kiểm với phí đồng bộ còn đến tháng 6 năm 2021 đây. Tháng 6 năm 2021 này. À, biển số Hà Nội 30A08527. Cam kết cho các bác là xe không phạt nguội nữa mọi người nhá. Nẹp chân kính mạ chrome, tay nắm mạ chrome. Táp ly cửa phụ. Keo chỉ đây. Quay luôn cho các bác cùng xem. Đó, thẳng đều thẳng tắp luôn mọi người nhá. Các bác xem từng con ốc này nó sáng, sáng mới tinh luôn. Bật cho anh cái nắp capo này. Đây là táp ly cửa phụ này, các bác thấy nó còn rất là giữ gìn và rất là đẹp đúng không ạ? Rất là giữ gìn luôn. Ghế da cũng là ghế da pha nỉ. Đó. Nội thất đây. Đây là một khay đựng đồ này. Đó, đây một khay đựng đồ nữa, hai túi khí mọi người nhé. Xe được trang bị là tới hai túi khí. Với cái dòng xe Spark số tự động này thì ít khi là có xe làm chạy dịch vụ lắm. Và táp ly này. Vô lăng bọc da và ốp giả gỗ này. Vô lăng bọc da ốp giả gỗ này. Đài CD theo xe này. Điều hòa cơ, điều hòa cơ. Dưới đây là một tẩu sạc này, 12V và một cổng AUX và một cổng USB. Đây là hai khay đựng nước và hộp số tự động dạng thẳng mọi người nhá. Đây các bác cùng xem với củ số cần số này. Xe chạy có gần 4 vạn nên do vậy là còn rất là đẹp. Phanh tay cũng vậy, các bác cùng xem cái phanh tay nó còn rất là mới. Rất là mới. Cam kết cho các bác là chiếc xe này thì quá đẹp rồi. Với một chiếc xe 2013 đến giờ mà như thế này thì rất là tuyệt vời. Hàng ghế thứ hai đây. Spark không nhỏ đâu mọi người nhá. Chiều cao của nó rất tốt luôn. Các bác ngồi thì rất là vô tư, thoải mái. 5 người chúng ta ngồi thì cũng không thoải mái lắm đâu, nhưng mà để mà đi 4 người thì chiếc Spark này cũng là một lợi thế đó. Nó rất là rộng luôn. Đèn hậu nhìn chiếc xe mà với cái hướng như này thì các bác cũng thấy nó rất là thể thao. Và nó rất là thể thao đúng không ạ? Xe được có kính có đuôi chắn gió này. Đèn phanh trên cao này, đây, đèn phanh trên cao này. Gạt mưa sau này. Gạt mưa sau này. Phiên bản này là phiên bản LTZ mọi người nhé. Xe được bảo trì bảo dưỡng tại HC Phạm Văn Đồng. Đó. Đây cho các bác cùng xem này. Quá đẹp luôn. Đó. Đinh này, đinh tán này. Đây là một loa và một hàng đựng đồ đồ trên này. Các bác xem cái da của Chevrolet như thế cũng xịn sò phết đấy mọi người ạ. Da rất là đẹp luôn. Cái đây là một khoang để đồ. Khoang để đồ này. Lốp sơ cua được đặt dưới này. Đây. Còn mới. Kích lốp với lại tay quay hầu như là chưa sử dụng đến. Đây, lốp đây. Lốp này, lốp sơ cua còn nguyên gai này. Đó. Đèn hậu đây. Đó, xe được lắp thêm cảm biến lùi đằng sau đây, bốn mắt đây mọi người nhé. Phanh sau là phanh tăng trống, la răng đúc, phanh sau là phanh tăng trống. Lốp thì còn rất là tốt luôn mọi người ạ. Bốn quả lốp còn rất đẹp như mới tinh luôn. Các bác về mua chiếc xe này về chỉ việc sẵn đi thôi. Em sẽ cho dọn dẹp một lần nữa cho nó được sạch sẽ. Với cái tầm tiền mà 240 triệu thì các bác thời điểm bây giờ chúng ta có sự lựa chọn là Kia Morning SLX nhập khẩu sản xuất vào năm hạng 09, 10. Đó, hay là Toyota Vios cũng nhiều thứ lắm. Thế nhưng mà Chevrolet Spark này cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo đấy. Đây là mặt gương chỉnh điện này. Đó, hốc gió điều hòa. Tay quay xi nhan này, vô lăng này. Vô lăng ốp giả gỗ này, bọc da, vô lăng ba chấu mọi người nhé. Các bác xem cái núm còi này, nó còn rất là mới mà nó rất là đều bởi vì xe chạy rất ít. Các bác xem cái da này, cụ thể là cái da này nó hơi sần theo mai mòn theo thời gian thôi. Còn đâu là rất là đẹp mọi người nhé. Đây, em nổ máy luôn để cho mọi người cùng nắm bắt ạ. Đó. Đây, xe chạy 38.420 km này. Đài CD theo xe. Đài CD theo xe này, Bluetooth này. Điều hòa cơ và xe rất là cơ bản. Một lần nữa em xin được trân trọng giới thiệu lại cho các bác. Thì trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Chevrolet Spark phiên bản LTZ
1.0 máy xăng số tự động, sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu năm 2014. Tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, đăng kiểm với phí đường bộ có đến tháng 6 năm 2020. Về giá bán chiếc xe này, bên em đang chào bán với giá là 240 triệu giá có thương lượng. Do vậy là bác nào quan tâm thì alo sớm cho em số điện thoại em để ở phần mô tả. Bác nào thiện chí nhất thì em sẽ để giá tốt nhất mọi người nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác.